Còn đây là hình ảnh tuyến phố Trích Xài, đoạn địa bàn giáp danh hai phường Thụy Khuê và Bưởi, quận Tây Hồ. Vỉa hè dù hẹp nhưng vẫn được kẻ vạch sơn rõ ràng, nơi đỗ xe và phần đường dành cho khách bộ hành. Vậy nhưng ai đi qua đây cũng đều phải đi xuống lòng đường. Vỉa hè bị các phương tiện dừng đỗ chiếm hết diện tích, khiến nó trở nên chật chội, lộn xộn. Được biết lực lượng chức năng phụ trách địa bàn đã nhiều lần giải tỏa nhưng chưa có biện pháp duy trì liên tục, nên vi phạm đâu lại hoàn đó.